Ok nhá, xin chào mọi người trở lại kênh của mình nhá. Đang quay trở về game Counter-Strike. Thì trong video hôm nay nhau đi tiếp một cái trong chế độ thử thách, có thêm cái mục về sách thông tin và một cái cửa mới cho mọi người đi xem một chút. Không biết đánh thành công hay không, mình sẽ đi đánh qua cái đấy một chút. Bây giờ thì trước khi vào nội dung chính video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Và đây trước khi vào đánh cái cửa đó, mình sẽ đi chế tạo con thuyền tí, nói chung là đi sưu tập thuyền tí cho vui. Hiện tại đây ví dụ ở đây vào chỗ phòng thí nghiệm. Nhập vào chỗ ấy chứ, phòng thí nghiệm không phải, vào chỗ xưởng bảo lưu. Và phải bảo lưu vào chỗ xây dựng tàu. Thì đây mà thấy một chút là mình đang còn một số cái tàu chưa chế tạo, để chế tạo thêm một tàu nữa đi. Rồi đây sẽ chế tạo cái tàu doanh nghiệp. Tàu doanh nghiệp ở đây hiện tại ấy, thì mình vẫn đang thiếu một chút vật liệu đây, thiếu một chút cái chỗ vỏ bọc bọc nặng không. Mình đang cần 50 cái mới có ở có 35 cái. Thế 50 trừ đi 35 ở đây thì mình sẽ còn lại bao nhiêu? 50 trừ 35 mình còn thiếu 15 cái vỏ bọc thép nữa. Sẽ vào trong chỗ túi đồ mình lấy nốt ra vì mình có rất nhiều nguyên liệu. Thiếu có 15 cái vỏ bọc thép thôi. Sẽ vào trong chỗ quả là chỗ bộ lưu trữ nhỉ. 15 vỏ bọc thép nhé. Đây có túi lựa chọn tàu cái này gì nhỉ? Phiếu tàu à, sử dụng thử xem nào. Đây còn thiếu 15 cái thôi, chọn cái này. Lấy số lượng là 15 thôi. Không cần lấy dư gì, lấy đủ thôi. Như vậy mình đã đủ nguyên liệu để lên thôi, mình sẽ vào chế tạo một chút. Nói chung là mình lâu không chế tàu nên đơn giản đấy mà. Rồi vào đây chế tạo qua chút cái tàu. Tàu này rất là nhiều bạn chắc là chế tạo lâu rồi, mình giờ mới chế tạo. Chế tạo cho đủ bộ mà cũng chả dùng mấy đâu. Đây tàu doanh nghiệp đủ không? Mình sẽ chế tạo cái tàu này. Đây mình đã đạt giới hạn của tàu rồi, mình sẽ mở thêm một ô chứa mất thêm 100 kim cương nhé. Tại vì mình đã sưu tập tàu, mình không vứt đi tàu cũ, mình sưu tập tàu. Thì ra chung sẽ rất là chật ô. Bây giờ chế tạo lên. Và sau khi chế tạo nó xong ấy thì để cho nó mạnh mạnh tí, để cho đánh đấm được tí, mình sẽ phải đi nâng cấp lên một chút. Quay cho bộ sưu tập tàu xem nào. Đây thiếu một số tàu, nói chung còn thiếu vài tàu nữa, nói chung từ từ chế tạo dần. Hôm nay thứ ba cứ giải quyết tàu doanh nghiệp trước đã. Định cho tàu đi vào đánh cái cửa tiếp theo, ra cho nó nâng lên tí đã. Đi vào chỗ xưởng bảo lưu. Xong quay sang bên chỗ gì à? Xây dựng tàu rồi quản lý à? Và quản lý tàu, chọn vào tàu mới có tàu doanh nghiệp đâu rồi nhỉ? Đây tàu doanh nghiệp đây. Và tàu này ở đây hiện tại sẽ tiến hành nâng cấp lên một chút cho nó tiện nhé. Tiến hành vào tu sửa và nâng cấp. Nâng cấp nhanh đi. Tôi đây cần thêm cái này đúng không? Cái này vẫn đang thiếu thêm 3, mình sẽ lấy thêm một chút đi. Mình sẽ vào chỗ bộ lưu trữ tiếp, mình sẽ lấy thêm một tí. Mình nghĩ chắc phải cần vài lần cho lấy tạm giờ 9 cái đi. Lấy tạm 9 cái đi, phiếu tàu đi, lấy tạm 9 cái đi. Không muốn lấy dư nhiều quá, lấy dư nhiều quá thấy hơi phí, lấy tạm 9 cái đi. Thiếu lại vào lấy tiếp, không lo lắm, mình còn nhiều nguyên liệu mà. Quay về chỗ sửa bảo lưu. Quay về chỗ quản lý, nâng vào chỗ chỉ tiếp vào tàu doanh nghiệp nào. Sẽ nâng cấp tiếp lên nhé. Quay sang tu sửa nâng cấp lên tí. Tôi lại chuyển giao nâng cấp nhanh một chút cho nó gọn đi. Để mở mắt các kỹ năng lên. Này cần nhiều như vậy chắc mình sẽ chọn nốt cái vỏ bọc nặng đi. Tại vì cái này chắc sẽ cần khá là nhiều. Không biết bao nhiêu cho đủ tôi cứ mở hết đi. Giờ còn lại bao nhiêu lấy nốt cái vỏ bọc nặng nhé. Ví dụ ở đây chỗ tôi quay về chỗ phiếu tàu đây. Tôi dùng nốt mắc đi, còn 6 cái lấy nốt đi. Sợ thiếu không nhỉ? Có sợ thiếu không nhỉ? Khéo thiếu thật đấy. Không biết ở chỗ nào nguyên liệu không, đống túi này nữa, cái túi chiến lợi phẩm này cũng chưa mở đây. Hay mở mắc cái này xem được bao nhiêu đi. Ui đầy ra mà biết thế, mở cái này trước thì lời hơn này. Đầy ra mà mình để lâu không mở ấy. Tôi quay về chỗ xưởng bảo lưu nhé. Cái đó mình mở túi đấy trước để túi lựa chọn lại hay hơn. Thôi kệ lỡ rồi thôi. Tôi quay về đây tiếp tục nâng cấp tàu lên tiếp cho nó mắc đi. Đâu đâu đổi gió tí thôi. Để cho mắc luôn cho tiện quá trình dùng. Cho lên cấp 100, mình cố lên cấp 100 nhỉ. Không biết lên được không nhưng mà sẽ cố gắng. Chín mươi phát này cho chốt hạ 100 đi. Như vậy mình cho tàu doanh nghiệp đạt cấp 100 không nhỉ? Như vậy có cái tàu đạt cấp 100 giờ tiếp tục quay trở vào chỗ tác chiến, vào chỗ thử thách để mình đi tiếp cái cửa tiếp theo. Bên này ở đây có cái chỗ cuộc tìm kiếm thông tin của Chole này thì bây giờ mình sẽ vào đây. Ở đây chung cái cửa này mình chưa chắc được 3 sao đâu, mình cố gắng sao đánh tốt nhất có thể thôi, còn chưa chắc được 3 sao. Ở đây tàu sử dụng luôn cái tàu doanh nghiệp vừa có nhé. Đây yêu cầu đánh theo thời gian. Nói chung đánh win thì không khó nhưng mà để đánh được nhiều sao thì cả vấn đề đấy. Ở đây tôi còn đi dùng tàu doanh nghiệp này. Còn hỗ trợ vẫn dùng tiếp con Sigma thôi. Tôi ở đây dùng con tướng này sẽ dùng tiếp là con Lijumi. Lijumi đâu rồi?
Đây Lizumi đây. Dùng tiếp đến con Yuna. Yuna con gần như rất nhiều kiểu mình dùng. Còn gần như đam chính của mình dùng tiếp Evelyn. Tiếp tục dùng tiếp đến Jiang Harim và Chifuyu. Jiang Harim và Chifuyu này. Tiếp tục là dùng tiếp đến con Xiaolin và con Xinjia. Xinjia đâu rồi? Đây Xinjia đây. Cuối cùng là Xiaoyun nhé, cuối cùng là con Xiaoyun. Tôi sẽ dùng cho suốt cái cửa này. Còn đánh được hay không mình không biết đâu. Cho vào đánh thử xem nào. Mong sẽ đánh được 3 sao hết, còn không được phải chịu thôi. Mình cũng hên xui bí cửa lắm. Thực ra không nhất thiết phải được 3 sao, được sẽ oai hơn đâu. Không được thì thôi, quan trọng gì đâu. À để đánh thủ công à. Thôi cho tạm xuống để đánh tạm đi. Hơi cuống tí không quên mất là để đánh thủ công, tôi lại để đánh thủ công nữa. Kích hoạt tí của Sigma lên. Này sợ nhất vấn đề thời gian thôi chứ còn người khác mình không sợ lắm, sợ mỗi thời gian rất là áp lực. Đó Xiaolin bắn tỉa một tí đi. Yumi ra tiếp cận che chắn một chút. Jiang Harim, Jiang Harim ra hỗ trợ máu đi. Đang chờ thả nốt tướng rồi cho Xiaoyun búp phát ATK lên tí cho vui. Mà không biết có tiếp cận được không. Evelyn xuống đi. Còn thời gian không còn nhiều nữa, sợ không kịp. Ibuzu xuống nốt đi. Còn có chục giây nữa không biết có kịp không. Còn giờ địch chưa rút máu nhanh lắm. Treo Jun xuống nào. Còn 9 giây nữa không biết có kịp, tỷ lệ cao chắc không kịp rồi. Áp lực lớn nhất là áp lực thời gian thôi, mà win thì không khó. Có lẽ không kịp rồi. Nó cho đánh nốt thì đằng nào mất công đánh thì cho đánh nốt đi đó. Tướng thì chả chết nhưng mà trọng không giết được địch. Thế mới khổ ấy. Tướng thì không chết đâu mà giết địch không được. Mà chết với con Xiaolin. Nhưng phát này win chắc chắn rồi. Nhưng quan trọng vấn đề đánh hơi bị chậm nữa. Chưa thành công lắm, chưa được 3 sao. Chưa được 3 thành tựu. Thực ra cái này chỉ dành cho bạn nào thiếu sách thông tin nhé. Ví dụ như mình thằng thừa sách thông tin ấy, thì cái này không giá trị nhiều. Và đây nó chỉ có duy nhất một cửa, chỉ duy nhất một cửa nhé. Thế là đánh được bao nhiêu đánh thôi. Nên sẽ đánh cố thì tí xem có cải thiện được tình hình không. Còn nếu không được phải chấp nhận thôi. Nói chung cái này chủ yếu là vì các bản sách thông tin mình đang hơi bị thừa ấy. Mình không thiết tha đánh cái này nhiều lắm. Nhưng duy nhiên đánh thử tí xem cố được 3 thành tựu không thôi. Và cho đánh thử thêm lần nữa, đánh thử thêm lần nữa nhé. Xem liệu có hy vọng nào đó có thể giúp mình được 3 thành tựu không? Để giết chết con Lijumi khá là sớm. Thế thì tiên Chifuyu là phá giáp trước đi. Evelyn chết rất là nhanh, nói chung đánh đau lắm. Đánh đau thì sợ không có hy vọng nhiều. Thế chết tướng nhanh quá. Em đi tiểu dưỡng hỗ trợ búp máu đi.
Thế liệu có hy vọng được không đây? Đây tia Xiao Lin xuống tí bắn tỉa từ xa đi. Quan trọng là tướng phải sống cơ, tướng mà chết thì rách việc lắm. Cái này là cái tướng đang sống thì vẫn có chút hy vọng được. Còn được bao nhiêu hy vọng thì không biết được. Bắt đầu ra giai đoạn rút máu mà không chắc không đánh kịp rồi. Về cái cửa này rất khó để đánh kịp rồi. Nên phát này chỉ dừng ở mức độ win nhé, còn để được 3 sao chắc mình chưa đủ tầm để đánh rồi. Để đánh còn thiếu sót nhiều lắm. Khó được 3 sao nó chỉ là mức độ win thôi. Cái đánh còn rất thiếu rất nhiều đam, cái này đánh gần như không thể win được rồi. Nhưng mà chọn sách thông tin thì không phải thứ mình cần nên có lẽ mình sẽ không đánh cố cái này quá nhiều đâu. Đánh cố thêm một lần nữa, lần thứ 3 mà nếu không được nữa thì chắc là dừng thôi. Thì các bạn cái này không phải thứ mình đang cần lắm. Đánh toàn mất gần hết 3 phút thôi. Như vậy rất là khó để đạt được mục tiêu. Chứ mà tướng chết khá là nhiều. Đôi khi địch không cần mạnh thì chỉ cần trâu bò thôi, là mình đã rất là chật vật vấn đề thời gian rồi. May thì cái sách thông tin phải thứ mình cần lắm nên ra cũng chả quan trọng lắm. Cái này chỉ là một số cái để kiếm thêm nguyên liệu thôi, thì ra không cần quá chú trọng cái này lắm. Nên thì thử cho Liu Mila và xem đánh là ok hay không nhé, chứ còn chắc cũng khó đấy, nhưng mà cho thử tí vào. Sẽ thay bớt, ví dụ thay tạo con Cynthia đi, để thay con Liu Mila đi. Thử xem có khá hơn tí gì không, chúng cũng rất là khó nhá, đánh thử sao. Các bạn thấy có hai con hỗ trợ, con Yang Harry với con Evelyn mà nó vẫn chết như thường ấy, thì rất là khó để đánh được. Thì cố gắng hết sức thôi chứ còn thực ra cái cơ hội thắng không cao. Mặc dù nó cho con búp máu ra rất là sớm để hỗ trợ, nhưng chung rất là khó để đạt được mục tiêu. Cho Ryu Mila sớm đi. Điều đó nên hy vọng gì không đây? Cho Chivuzu ra trước đi, phá giáp thêm một chút đi. Đã chết Evelyn sớm rồi. Evelyn ra hỗ trợ nè. Rất khó để đạt được nhé. Đã chết Giang Harim mất rồi. Không phải đánh kịp thời gian, nói chung mình đánh đốt phát này sẽ dừng nhé. Thì cảm giác đánh không thể kịp được. Đánh không thể kịp được thời gian rồi. Nó quá là trâu bò, đánh không nổi. Thế nhưng khi sợ đen còn thua ấy, thì đánh cảm giác trâu quá. Giờ ra đây con Yuna mình sắp chết rồi. Rất là khó để sống sót được. Yuna chết là coi như vỡ trận rồi. Yêu trận trước còn win được, trận này rất còn nát hơn, còn nguy cơ cao không win nổi cơ. Chết hết tướng rồi là cản nó rất là khó đấy. Yuna xuống lại còn 36 giây không ok rồi. Như vậy chung là mình chưa đủ tầm đánh cửa này được 3 sao nhé. Chỉ là vừa giải quyết được vấn đề là đánh qua cửa thôi. Còn nếu chung để đánh được nhiều thì vẫn không ok được. May sách thông tin không cần lắm nên cũng có thể bỏ qua được. Đó, nó trâu bò vẫn bình thường. Phát này thua rồi.
này thua chắc chắn. Còn 15 giây không để tiêu diệt được địch. Nhưng mà chung trận trước thì ok nhá, trận trước ok hơn, mỗi tội không được 3 sao thôi. Ok, như vậy thì em sẽ kết thúc video ở đây. Nói chung mình giải quyết vấn đề là qua cửa thôi. Còn để qua với cái mức độ mà 3 thành tựu thì mình chưa làm được nhá. Được cái sách thông tin này mình cứ mình đang dư nhiều thì mình là người chơi game từ thời đầu mà. Nói chung là không ảnh hưởng quá nhiều. Và bây giờ mình sẽ không farm cái này nhiều, mình sẽ farm cái khác quan trọng hơn. Với ở đây nếu mà mình hoàn thành được 3 thành tựu thì mình chỉ được thêm có 50 kim cương thôi. Cũng không có gì, con số thì không phải quá lớn, đúng nhỉ? 50 kim cương không có thì chả chết ai được. Thế ra cái này không quan trọng lắm. Còn hơi tiếc một chút, mình muốn là hoàn thành hết cho nó đẹp đội hình thôi. Nhưng mà rất tiếc là không được đủ hết 3 thành tựu chấp nhận thôi. Bây giờ kết thúc video ở đây nhé. Nếu bạn nào thấy video này thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh hộ cho mình. Nói chung hôm nay giới thiệu bạn chút là lên thêm tàu mới, giới thiệu bạn thêm một cái sự kiện nho nhỏ trong cái chỗ thử thách. Rất tiếc không thành công lắm. Bây giờ kết thúc video ở đây. Nếu bạn nào thấy video hữu ích thì đừng quên là like, đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.